Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay các bạn và mình sẽ cùng nhau thực hiện bài tập trang số 31. Đo dung tích bằng một đơn vị đo. Đề bài yêu cầu chúng ta đó là bạn hãy đếm số cốc nước trong mỗi ô vuông, nối bình nước với số cốc tương ứng với lượng nước ở trong bình. Như vậy chúng ta sẽ có 1, 2, 3 hình đúng không? 3 ô vuông. Mỗi ô vuông thì có số lượng cốc khác nhau. Ở ô vuông thứ nhất có 1, 2, 3, 4 cái cốc. Ở ô vuông thứ hai có 1, 2 cốc. Và ở ô vuông thứ ba là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái cốc. Vậy trong 3 ô vuông này, ô vuông nào nhiều cốc nhất nhỉ? Chính là ô vuông thứ ba với 6 cái cốc đúng không nào? Và ô vuông ít nhất là ô vuông thứ hai với số lượng là 2 cái cốc. Rồi, phía bên này chúng ta cũng có 1, 2 và 3 bình nước. Các bạn hãy xem bình nào đựng nhiều nước nhất nhá. Mình sẽ để gần lại cho các bạn nhìn. Mình theo như chúng ta nhìn trực quan thì bình đựng nhiều nước nhất là bình thứ nhất đúng không nào? Vậy nên số cốc nhiều nhất sẽ nối với số bình nhiều nhất. Hình 3 sẽ nối với lại cái bình số 1. Cốc ít nước nhất, bình ít nhất sẽ nối với cốc ít nhất là hình số 2 nối với cốc số 2 đúng không nào? Và còn lại thì là hình 1 với hình 3 sẽ nối với nhau. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện việc nối bằng gì nhỉ? Bút màu nhá. Mình sẽ dùng bằng 3 màu để nối cho thật là đẹp mắt nhá. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu tím mình nối trước nhá. Số cốc nhiều nhất nối với bình nhiều nhất, mình sẽ nối từ chấm tròn phía trên xuống chấm tròn phía dưới. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là số cốc ít nhất, hai cái cốc thì nối với cái bình ít nhất thôi. Mình sẽ lấy màu khác, màu cam đi. Và cuối cùng là cái bình số 3 nối với 4 cái cốc đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng một màu nữa, đó là màu đỏ. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thiện được bài tập ngày hôm nay một nửa rồi đấy. Các bạn có đã thực hiện được nối giống như mình chưa? Các bạn hãy quan sát lại bài tập mình đã làm nhé. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần còn lại của bài tập, đó là tô màu tương ứng với lại số cốc nước và số bình nước. Hãy follow kênh để chúng ta không bị bỏ lỡ bất cứ một video nào nha. Chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ. Đừng quên like và subscribe cho kênh nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.